cha u la ro o pa su lu ke ba tu ra o si a ti cam me wa ni wa nang de wa nu pa wang na ta ko pa ka wa u da nang u da ne si an nya si wa ta ko ko an nang yo an nya si wa ta ko ko an nang yo ti 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 dang na yas ma to con đang nhà ta an nhà con đang vô tươi quả nam ăn thô xin a ca sa tha cha bồ ma tha đi qua na ga ba ni ti ca bồn nhân lô a bu bồ đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ra can tu nô ga ru ra can tu nhà ta vô ngự khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hướng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mây buôn nhân sa hoa ca gia hoàng hô tùa na ca tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây. Khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Pao Talk mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Kinh số 36, Đại Kinh Sách Chá Cá, Kula Sách Chá Cá Sutta, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải, điều hợp thảo luận Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ,
là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tâm Đức, kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm thứ Bảy chúng ta học cũng là bài kinh Sách Cá, nhưng đó là tiểu kinh ngắn hơn. Hôm nay bài kinh thứ 36 đại kinh Sách Cá. Bài kinh này Đức Phật thuyết cũng do duyên sự là một du sĩ ngoại đạo đi gần Thái, tên là Sacchaka, giỏi biện luận, và ông ta đi đến Đức Phật để chất vấn Ngài về cái vấn đề thân tu tập và tâm tu tập. Và Đức Phật đã để cho Sacchaka trình bày trước. Khi Đức Phật hỏi thân tu tập là như thế nào, Sacchaka đã trình bày, và hỏi về tâm tu tập thì ta không trả lời được. Cuối cùng thì ông ta chịu chấp nhận, chịu nghe Đức Phật Ngài giảng. Và Ngài đã lấy kinh nghiệm bản thân Ngài để Ngài trình bày về cái vấn đề thân tu tập và tâm tu tập. Bài kinh này có nhiều tình tiết. Nếu mà chúng ta không có chú ý, chúng ta sẽ không nắm được cái nội dung của bài kinh. Nhưng mà bài ý nghĩa của bài kinh rất hay thưa quý vị.
chúng ta chịu khó tắt ý một chút thì chúng ta sẽ được nhiều lợi lạc để hiểu được thân tu tập và tâm tu tập. Đức Phật đã nói một cách đơn giản nhưng ý nghĩa rất sâu. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe kinh văn, sau đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư chương trình ngày hôm nay sẽ giảng giải về kinh này. Bây giờ xin thay mặt hội chúng mời cô Miên Xuân đọc cho kinh văn của bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 36, Đại Kinh Sách Chát Cá. Maha Sách Chát Cá Sutta. Giống như bài kinh trước, nội dung bài kinh này liên quan tới nhân vật Sách Chát Cá, một người rất giỏi biện luận và ngoại giáo Nigantha. Bài kinh này dài hơn so với bài trước nên gọi là Đại Kinh Sách Chát Cá, có một cái tên thường gọi là Agiwesana nên trong đối thoại Đức Phật gọi bằng tên đó. Vốn là người theo giáo pháp Nigantha, ngày nay được gọi là đạo Chen, Sách Chát Cá tin vào pháp tu khổ hạnh. Theo quan điểm này, đó là sự tu thân, nhưng từ sự hành sát dẫn đến giải thoát tâm. Với cách lý luận của Sách Chát Cá, thì người tu thân cũng có khuyết điểm về tâm, và người tu tâm cũng có khuyết điểm về thân. Ông ấy tin rằng những đệ tử Phật chuyên về tu tâm nên có thể chỉ trích về sự thiếu tu tập thân. Giống như một số lập luận ngày nay cho rằng nếu chỉ tu thiền mà thiếu luận võ thuật hay yoga thì thân thể bạc nhược. Sau khi thất bại trong ý định vấn nạn Đức Phật với hội chúng đông đảo, Sách Chát Cá đã trở lại lần nữa, nhưng chỉ một mình để hỏi Đức Phật những điều mà ông ấy tin rằng mình có cơ sở lý luận vững chắc. Điều Sách Chát Cá muốn đưa ra là luận đề là tu tập thân và tu tập tâm. Bên cạnh đó là thái độ tịch thượng, nhắm vào chỗ sơ hở của câu trả lời để chỉ trích. Đấng Thế Gian Giải đưa ra câu trả lời không nằm trong sự dự đoán của Sách Chát Cá. Ngài cũng cho Sách Chát Cá biết thái độ của người hỏi là thái độ thiếu tinh thần, thiếu thân thiện cầu học mà chỉ đặt nặng hơn thua. Do vậy, Đức Phật vẫn trả lời. Qua câu trả lời, Đức Phật đã nêu lên ba điều. A. Vấn đề không phải đơn giản là có hay không tu tập thân, tu tập tâm, mà là tu tập thân thể nào và tu tập thân thể thế nào. B. Bản thân của Đức Thế Tôn đã kinh qua cả hai phương cách tu tập thân và tu tập tâm. Cả hai cách này đều có hai giai đoạn là khoảng thời gian trắc nghiệm không thành công, và sau này với phương pháp trung đạo, Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng. C. Thế nào là đời sống và trí tuệ tỉnh thức không đơn giản như cái nhìn phàm tình? 159. Thân tu tập và tâm tu tập.
Trước hết, Đức Thế Tôn hỏi ngược lại Sắc-cha-ca, quan niệm thế nào về thân tu tập và tâm tu tập? Sắc-cha-ca trình bày thân tu tập với những hình thức tu khổ hạnh, nhưng câu hỏi về tâm tu tập thì là không trả lời được, vì Sắc-cha-ca vốn nghĩ rằng khổ hạnh tuy là sự tu thân và cách hành ác, nhưng cũng được xem là nói chung của cả hai tu thân và tu tâm. Kinh văn như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vesali rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ Thế Tôn đắc y thật đầy đủ, cầm y bát muốn vào Vesali để khất thực. Rồi Nigan Thaputta Sắc-cha-ca, tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại Lâm giảng đường Trùng Cát. Tôn giả Ananda thấy Nigantaputta Sắc-cha-ca từ xa đi lại, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Nigantaputta Sắc-cha-ca đang đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vì này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì từ mẫn ngồi lại một lát. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, rồi Nigantaputta Sắc-cha-ca đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantaputta Sắc-cha-ca nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có một số sa môn, bà la môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khổ thọ về thân, sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể ức tức bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chịu sự điều khiển của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số sa môn, bà la môn sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khổ thọ về tâm, sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm, khi thân chịu sự điều khiển của tâm. Vì sao vậy? Vì thân không được tu tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh văn đệ tử của tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Này Agiwesana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Như nán đá, quách chá, ký xá, san ký chá, Makhali, Gosala, những vị này. Này tôn giả Gotama, sống lọa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nồi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn từ chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát,
nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy các vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Này Ariwesana, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy. Này tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm những vị ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng, họ nhờ các món ăn ấy gầy dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. Này Agiwesana, như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Vậy có tụ, có tán, có được, có mất cho thân này. Này Agiwesana, ông nghe tu tập về tâm như thế nào? Nigantaputta Sacchaka được Thế Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thể trả lời được. Kinh văn 160, tu tập trong ý nghĩa chân thực. Đức Phật đã đưa ra định nghĩa của Ngài về thân tu tập và tâm tu tập, vốn hoàn toàn không nằm trong tiên liệu của Sacchaka. Đối với lạc thọ mà thiếu chánh niệm để tâm nhiễm đắm là thiếu tu tập về thân. Đối với khổ thọ mà thiếu kham nhẫn chịu đựng là thiếu tu tập về tâm. Rồi Thế Tôn nói với Nigantaputta Sacchaka, này Agiwesana, thân tu tập mà ông vừa nói đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của bậc thánh. Này Agiwesana, ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu tâm tu tập? Và này Agiwesana, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Nigantaputta Sakkaya trả lời Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này Agiwesana, thế nào là thân không tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Ở đây, này Agiwesana, kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ, người này được cảm thọ, cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu muộn, than vang, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Agiwesana, lạc thọ ấy khởi lên cho người kia, chi phối tâm và an trú. Do thân không tu tập, khổ thọ ấy khởi lên, chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Này Agiwesana, không luận người nào mà cả hai phương tiện đều có lạc thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, này Agiwesana, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. Và này Agiwesana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ở đây, này Agiwesana, lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu muộn, than vang, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Agiwesana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú. Do thân có tu tập, khổ thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Này Agiwesana, không luận người nào mà cả hai phương tiện đều có lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú. Do thân có tu tập, khổ thọ khởi lên,
không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Như vậy này, Akiwesana, người ấy là người có thân tu tập, có tâm tu tập. Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị thân tu tập và có tâm tu tập. Này Akiwesana, dầu cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akiwesana, vì ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lạc thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thể xảy ra. Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả Gotama mà cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Này Akiwesana, sao có thể không như vậy được? Ở đây, này Akiwesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thật rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 160. Kinh nghiệm bản thân của Đức Phật về tâm tu tập và thân tu tập. Đức Phật kể lại hành trình tu tập bản thân của Ngài từ lúc rời khỏi hoàng cung đến với hai đạo sĩ Alara Kalama Uttaka Ramaputta. Ngài đã thành tựu thiền chứng ngang bằng với hai vị này. Sau đó, tiếp tục hành trình tu tập bằng pháp khổ hạnh với những cửng của Đại Yểm Ly, Đại Bất Tịch Lực, đại khổ hành, nhưng rồi cuối cùng nhận ra sự vô ích của những cực đoan này. Rồi này Akiwesana, sau một thời gian ta trong khi còn niên thiếu tuổi trẻ, vân vân, như kinh số 26 toàn tập Thích Minh Châu, tập 3, trang 352 đến 358, với này Akiwesana, thế cho này các tỳ kheo. Và này Akiwesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây. Rồi này Akiwesana, ba ví dụ khởi lên nơi ta, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe. Này Akiwesana, ví như có một khúc cây đậm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Akiwesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đậm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng thiện được ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đậm ướt, đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Akiwesana, những sa môn hay những bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nên những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Các vị ấy không thể chứng được tri kiến, vô thường chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thường chánh đẳng giác. Này Akiwesana, đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Akiwesana, rồi một ví dụ thứ hai,
vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Ahiwesana, ví như có một khúc cây đậm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ. Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Ahiwesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đậm ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Ahiwesana, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc về các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não và nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác đói, chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thường, chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thường, chánh đẳng giác. Này Ahiwesana, đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Ahiwesana, rồi một ví dụ thứ ba. Ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Ahiwesana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, có một người đến cầm dụng cụ lửa với ý nghĩ. Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Ahiwesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa khiến nơi nóng hiện ra được không? Thưa được Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô không nhựa lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Ahiwesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến, vô thường, chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến, vô thường, chánh đẳng giác. Này Ahiwesana, đó là ví dụ thứ ba. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Ahiwesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dắn chặt lên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Ahiwesana, rồi ta nghiền răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Ahiwesana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Ahiwesana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Ahiwesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm có được
được an trú không dao động, nhưng thân ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Agiwesana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng nó thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Agiwesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân ta, nhân thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agiwesana, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm. Cũng vậy này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agiwesana, dầu cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Agiwesana, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Agiwesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy thu thêm thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Agiwesana, ví như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của ta.
Này Agiwesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, cận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Agiwesana, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Agiwesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lại nữa, này Agiwesana, chư thiên thấy vậy nói như sau, Samugotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau, Samugotama chưa chết, nhưng Samugotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau, Samugotama chưa chết, Samugotama cũng không phải sắp chết. Samugotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này Agiwesana, chư thiên đến ta và nói như sau, này thiện hữu, hiền giả chứ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này Agiwesana, ta suy nghĩ như sau, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Agiwesana, ta bắt bỏ chư thiên ấy và nói như vậy là đủ. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hộp hay súp đậu nhỏ. Và này Agiwesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từ giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hộp hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở nên hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rùi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn. Này Agiwesana, nếu ta nghĩ ta hãy rời da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rời xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Agiwesana, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Agiwesana, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quốc mặt
xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Agiwesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân ta, thì này Agiwesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư một rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Agiwesana, có người thấy vậy nói như sau: Sa môn Gotama có da đen. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen. Sa môn Gotama có da màu xám. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Sa môn Gotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Agiwesana, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau: Thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay là la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn bà hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, đau khổ, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân. Tri kiến thù thắng, xứng đáng, bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ? Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau: Ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka Thích-ca đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây Diêm Phù Đề Jambu, ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi ăn trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Agiwesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Agiwesana, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy. Với thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Agiwesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Agiwesana, lúc bấy giờ năm tỳ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Agiwesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Và này Agiwesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Agiwesana, như vậy là họ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Agiwesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảnh sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Agiwesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh,
Này Agiwesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với một nét, với các nét đại cương và các chi tiết. Này Agiwesana, đó là minh thứ nhất, ta chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agiwesana, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiện nhãn thuần thịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quậy dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, ta có thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Agiwesana, đó là minh thứ hai, ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy này Agiwesana, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là sự diệt khổ. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Agiwesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy này Agiwesana, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana,
Ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta, đặc biệt cho ta, Sa môn Gotama thuyết pháp. Này Ajivasana, chớ có hiểu như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp, cho con xin đọc lại khúc này. Này Ajivasana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta, đặc biệt cho ta, Sa môn Gotama thuyết pháp. Này Ajivasana, cho có hiểu như vậy, khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng, thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và ta, này Ajivasana, sau khi chấm dứt một buổi giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tình trên định hướng thứ nhất ấy, và làm cho ta sống an trú trường cửu vĩnh viễn. Nên cẩn thận, Đức Phật đã nêu lên một điểm là khi Ngài thuyết pháp cho đại chúng, nhiều người đặc biệt hoan hỷ, quy hướng, nhưng đó không phải là điều khiến Ngài vui mừng. Đấng Như Lai thuyết pháp chỉ với mục đích đơn thuần là khai thị chúng sanh, rồi sau đó Ngài thể nhập vào vô tướng tâm định. Chỉ có phàm phu mới vui thích với hơn thua của đàm thuận thuyết giáo. Trong bản dịch tiếng Việt có câu cuối: ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định hướng thứ nhất ấy, và như vậy ta sống an trú trường cửu vĩnh viễn. Nguyên văn phạm ngữ: Tasmin yewa buri masmin samathi nimitte acatta mewa chitang santa pemi ekodin karami samadahami yena sutang nicca kappang viharami ti. Cụm từ nicca kappang viharami nên được dịch là an trú liên tục không gián đoạn hơn là và như vậy ta sống an trú trường cửu vĩnh viễn. 162. Phàm phu không khuấy động được tâm tư bậc thánh. Sắc cha cá nghĩ rằng có thể tìm ra khuyết điểm nơi Đức Phật khi hỏi rằng Ngài có nghỉ trưa và cho phép các đệ tử nghỉ trưa chăng? Khi Đức Phật trả lời vào những tháng thời tiết khắc nghiệt, Ngài có cho phép nghỉ ngơi để nhẹ nhàng, sắc cha cá nắm ngay điểm này với lập luận. Như vậy, một số sa môn, bà la môn gọi là an trú si ám. Đức Phật trả lời rằng nên hiểu thế nào si ám và không si ám. Rồi Ngài dạy về sự vô minh đối với thực trạng của đời sống và những hiểm nguy của hậu loạn, của lậu hoặc. Kinh văn: như vậy, tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhưng không biết tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? Này Ajivasana, ta có cho phép vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo Sangati đại y thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, ta nằm xuống ngủ, nằm phía tây mặt. Này tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an trú nơi si ám. Này Ajivasana, như vậy không phải là si ám hay không si ám,
Này Agiwesana, như thế nào là si ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa văn tôn giả, Nigantaputta Sakkachaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi lậu hữu đáng sợ hãi, liên hệ đến phiền não sanh khởi là hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh già chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là còn si ám. Này Agiwesana, đối với ai các lậu hoặc hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh già chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là không si ám. Này Agiwesana, sự đoạn trừ lậu hoặc hay không hay là hoặc sự đoạn trừ lậu hoặc hoặc là không si ám. Này Agiwesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ nhất, đưa đến quả khổ dị thực, hướng đến sanh già chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Này Agiwesana, ví như cây ta la bị chặt đứt đầu không lớn lên. Cũng vậy, này Agiwesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu đáng sợ nhất, đưa đến quả khổ dị thực, hướng đến sanh già chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Nigantaputta Sakkachaka bạch Thế Tôn: thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana Kassapa biện luận. Vì này, khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận cùng với Makkhali Gosala Ahita Kesakambala Pakuda Kachayana Sanjana Velatiputta cùng với Nigantha Nataputta biện luận. Vì này, khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Và này tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi còn có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. Này Agiwesana, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Nigantaputta sắc
Cha Cá hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. Những điểm cần nhớ. Sách Cha Cá trình bày rằng ông ấy đã từng đàm luận với hầu hết những giáo chủ danh tiếng. Khi bị chất vấn với những câu hỏi hóc búa, trịch thượng, vấn nạn thì tất cả đều có thái độ bực tức, phẫn nộ. Nhưng riêng với Đức Phật thì vẫn an nhiên với nét mặt tự tại. Theo sớ giải thì mặc dù lúc đó Sắc Cha Cá chỉ là một người tín phục Đức Phật, nhưng sau này sanh lại ở Tích Lan, xuất gia trở thành một vị A-la-hán có tên là Kala Puttakarakita. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con là kính mình đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tùy Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng Đạo Hiện Diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài kinh rất là dài. Dạ có thể nói rằng có lẽ chúng ta được nghe đọc thôi cũng đã là nó trốn một thời gian cả một giờ đồng hồ. Dạ thì kính bạch Sư Tăng thì có lẽ con sẽ trình bày ở trong một cái giới hạn, vì cái thời gian đó cần có một cái sự thảo luận rộng hơn nữa, và đây cũng nói lên một cái sự khái quát về một cái suốt một quá trình mà tu chứng của Đức Phật từ khi ở cội Bồ Đề. Dạ bắt đầu con xin vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawantang Aphiwade Miso Khato Phakkhawata Namo Tamang Nama Sami Sutipanno Phật chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý thắng do đức Tam Bảo, Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo nguyện đại nguyện Tam Bảo hàng đầu những chư tôn đức tăng, đức tôn đức tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng ta đọc nghe xuyên một bài kinh cũng thành thật khen cô Nguyễn Xuân này đọc cũng một cách rõ ràng để cho tất cả đại chúng nghe được như vậy, phải nói rằng là rất là dài một bài kinh. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta biết là đối với ngoại đạo bên nhất là chúng ta thường nghe ở trong cái tên gọi là Sắc Chất Cá hay là Akiwesana hoặc là Nigantha Buddha vân vân, thì nhiều cái ngoại đạo đương thời của Đức Phật ngày hiện hữu thì rất là nhiều điều mà nhờ hàng ma phục chúng đến như vậy, cho nên ngài mới là một vị chánh đẳng chánh giác khác hơn những vị giáo chủ khác. Lẽ ra người ta tới coi như là hỏi ngài, thì với cái những hành động, với những cái lời nói cho nó một cách căn bản tốt đẹp, nhưng vị này nói một lời nói nhiều khi nó là trịch thượng, nhiều khi nó ngang bằng, hay hoặc là có một phần hơi xúc phạm, nhưng Đức Phật ngài vẫn bình tâm để trả lời. Thì kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là ở trong cuộc sống, đời sống của xuất gia hay đời sống của người tu nói chung, thì đòi hỏi ở một hai cái hình thái, tức là tu tập về thân, tu tập về tâm. Thì trên cái tinh thần của ngoại đạo, mà ngoại đạo đương thời thì họ cho rằng cái sự khổ hạnh tu tập về thân một cách tức là khủng thiết, khủng khiếp, thì như thế mới là một sự tu tập tốt đẹp. Còn ở đây bác bỏ và nghề hỏi vậy chứ ông trình bày cái ông nghĩ rằng như thế nào là một cái sự tu tập về thân, và tới rằng một sự tu tập về thật về tâm, thì đó chính là một điều mà đoạn đầu chúng ta được nghe, chúng ta chỉ nắm bắt ở một hai cái trạng thái như thế. Có một số người thì tu tập về thân mà không tu tập về thân, về tâm, tu tập về tâm mà không tu tập về thân. Có những người phải tu tập cả thân tâm. Thì trên bài về của ngoại giáo, và sau khi mà
Abhivasana hay là Satchaka này trình bày. Thì Đức Phật Ngài mới phân biệt từng cái cho chúng ta biết. Kính thưa quý vị, cái sự tu tập về thân, người ta nghĩ rằng làm sao cho thân, một là thân khỏe mạnh, hoặc là thân nó khóc cùng, khổ sở. Cả hai trạng thái đó đối với cái tinh thần mà họ cho rằng tu tập. Thí dụ như bây giờ, như chúng ta thấy, khi mà cái sự tu tập như thế đó, thì mới là một sự khổ hạnh, một cái sự khắc chế, nó tốt đẹp. Đức Phật cũng bác cái đó. Hay chúng ta đọc nghe qua cái đoạn kinh, cái đoạn kinh văn thì chúng ta thấy, nếu bây giờ tu tập về tâm thì phải tu tập về tâm là phải có một cái sự khắc chế, phải có một cái sự dẫn đến cho tâm của mình nó không có bị hướng tâm đến cho cái chuyện, tức là ở đây thì Satchaka hay là Akivasana này quan niệm rằng nếu mà tu tập về tâm á, tu tập thân, tu tập á, là hình thức khổ hạnh. Và tu tập về tâm thì ở đây Akivasana nói rằng dựa trên cái sự hành trì, dựa trên cái sự tu tập khổ hạnh đó mà để cho tâm của vị đó sẽ được tốt đẹp. Thì hai cái hình thái này Đức Phật Ngài nó dù cho có thân tâm gì dựa trên cái khổ hạnh đó, nó đều là không kết quả, mà phải là một đời sống, có một đời sống thực sự là trí tuệ và tỉnh thức. Nó không phải đơn giản như cái nhìn của phàm tình. Phàm tình đó chính là khi mà tu tập về thân, cứ tu tập về tâm mà hành, từ thân mà hành sát quá đấy, thì cũng chẳng kết quả gì. Mà chính Đức Phật Ngài đã thực hiện lại. Mà khi mà hỏi tu tập về tâm là tu tập như thế nào, thì chúng ta thấy Satchaka Akivasana này không có thể nói được. Bởi vì họ chỉ cho rằng cái tu tập về hành sát, hành khổ sát thân này đến tận cùng là sẽ thành tựu, mà ông ta không nói tu tập về tâm, về thân được, về tâm được như thế nào cả. Ông ta không nói chỗ đó. Khi Đức Phật Ngài biết ông ta bị, ông ta quả lấp chỗ đó, nhưng Ngài cũng vẫn nói cho ông ta nghe. Ông Ngài bắt đầu Ngài mới trình bày, Ngài mới kể lại thời xưa. Khi mà Ngài ở tại khi Ngài từ bỏ hoàng cung, bắt đầu đi, Ngài tu, Ngài thực hành các cái pháp mà tu tập các thiền chứng đó, tu tập ngay cái đó là tu tập về tâm đó. Nhưng rồi Ngài tu tập về các cái thiền chứng của ngoài đạo, chứng đến cảnh giới cao nhất mà hai vị thầy Pula đó và Kalama của và là thầy đó, rồi là thầy khi mà trên con đường tầm đạo đó, thì Ngài cũng từ bỏ, Ngài cũng thấy chưa phải là mục đích tối thượng. Và cuối cùng thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài từ bỏ, bắt đầu Ngài đi vào rừng, Ngài tu tập khổ hạnh ở tại cội Bồ Đề suốt 6 năm. Trong thời gian đó thì từng cái khổ hạnh của chính Ngài, nó khổ hạnh muốn thiết mà thân của Ngài không có thể nào có cảm giác đau khổ hơn từ có thể là xưa và nay. Trong cái sự khổ hạnh là tổ cùng, là bậc nhất. Người ta chỉ là một tháng, một năm, còn Ngài là 6 năm khổ hạnh đường già. Cái trạng thái thống thiết như vậy mà các vị chư thiên tưởng rằng, nghĩ rằng Sa môn Gautama đã chết. Thì chúng ta thấy kinh văn kể là một đoạn rất là dài trong một quá trình mà Ngài thực hành cái sự khổ hạnh đó. Chỉ còn da bột xương, mắt thì hấp vào, có như da bụng và xương sống, xương sườn nó gặp nhau, da nó nhăn nheo. Thì kính thưa quý vị, da đầu của Ngài nó như là cái như là đó đó, chúng ta thấy như là cái trái bí
nó trắng đến nỗi nó rụng tóc luôn. Bắt đầu ngày tu riết thời gian nó rụng tóc hết. Thì ở đây Đức Phật nói rằng ngài trình bày lên một cái sự thống thiết, một cái cảnh giới cao cả nhất của sự thực hành khổ hạnh. Ngài đi tìm đến tận đích của nó, cuối cùng vẫn chưa thấy có cái gì gọi là giác ngộ, chưa thấy gì gọi là tĩnh lặng, tĩnh lặng tâm của chính mình, để cho ngài có thể thành tựu các cái pháp thượng nhân. Cái điều này chúng ta nhớ, ngài đã thực hành hết những gì khổ đau nhất. Cho nên vì vậy khi các ngoại giáo nói với ngài là bây giờ phải tu hành về khổ hạnh như thế này, khổ hạnh như thế kia, thì trong cái nhìn của Đức Phật, khi mà họ nói như vậy, họ nói bằng cái biện thuyết thôi. Ta là như thật chứng này nè, nó còn như thế, như thật chứng chứng minh ta đã kinh qua một cách khốc liệt, một cách khủng khiếp, tận cùng đau đớn, mà cảm giác cuối cùng chỉ là đau đớn của thân xác này, mà nó không có lợi lạc gì hết. Cho nên trong cái sự tu tập á, ngay cả chúng ta nhớ là khi nào mà chúng ta đưa về cái tinh thần khổ hạnh, thì ngay khi đó đạo lộ giải thoát sẽ không có mặt. Tâm của vị đó phải buộc cho thân của mình như thế này, phải buộc cho tâm mình như thế kia, thì không thể tiến về cái đạo quả giải thoát được. Nếu như những thành tố đó thuộc về về khổ hạnh, bởi vì tu tập làm sao mà cảm giác của thân khinh an và tâm khinh an mà giác chi Phật nó gặp nhau được, thì ngay cái đó mới có đạo lộ mở được, mới có trạch pháp cuối cùng mới xuất hiện được. Còn ở đây chúng ta thấy thân xác đau đớn thì không thể nào có một cái sự minh mẫn sáng suốt trong một tâm, trong một xác thân bệnh hoạn mòn mỏi và không chút sức sống, thì trí tuệ nó không có minh mẫn. Cái thân nó bất an thì ở đó tâm nó được an, nhưng ở một mức độ căn bản. Hay là vì ấy có một cái có thể chịu đựng vượt qua được cái khổ đau đó, mà vì thế sau khi chết vẽ có thể chết và tiếp tục. Còn không thể nào mà tìm cái sự đau đớn khốc liệt rồi sau đó vì ấy thành tựu cái kết quả chứng của mình, thì chuyện này không có. Thì chính Đức Phật ngài đã khẳng định không có cái sự thành tựu. Cái thân cái tâm tu tập mà xuyên qua cái tinh thần khổ hạnh được. Cái thân khổ hạnh ngài đã khổ hạnh tận cùng và không tìm được cái giá trị tâm tu tập mà đạt được cái kết quả giải thoát. Ngay chỗ này đây là cái điều mà chúng ta nhớ. Khi ngài đã thực hành khổ hạnh một đến một cách khốc liệt và từ đó không tìm ra được, để cho tâm ngài được tĩnh lặng, tâm ngài thoát ly một cái khổ ách, một cái phiền não, một cái lậu hoặc, mà chỉ có khi ngài từ bỏ nó, cho nên dầu cho ngoại đạo có biện luận như thế nào, giáo thuyết giáo chủ của ngoại đạo như thế nào, thì kính thưa quý vị chúng ta cũng nhớ, chỉ là ở căn bản cái chuyện thiền chứng, kết quả các thiền chứng thôi. Có một điều đặc biệt là trong kinh luật của Đức Phật á, mới lột tả được một cái giá trị cao cả tuyệt đối, đó chính là giá trị trung đạo, chỉ có trong lời dạy của Phật thôi. Giá trị trung đạo chỉ có trong lời dạy của Phật, chứ còn ngoại giáo không có, có cái giá trị trung đạo đó. Hay là cái thiền minh sát, hay là cái thiền tuệ quán, không có ở trong ngoại giáo, mà chỉ có lời dạy của Phật. Ngày hôm nay cũng vậy, người ta đưa ra rất là nhiều cái pháp môn tu như thế này, pháp môn tu như thế nọ, ngay cả họ chưa thực chứng được, ngay cả họ chưa nuốt trôi được, ngay cả họ chưa thông rành được cái giá trị tu tập, nhưng của họ cũng vẫn đưa lên những pháp môn họ đóng mặt đó là lời Phật. Nhưng cái điều đó là sai, không có, chứ điều đó không có như vậy.
Và ở đây, vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy cái sự tu tập dầu cho ở bất cứ một hoàn cảnh nào cũng vậy, thân và tâm này, đối với cái người tu tập cuộc sống hiện đại mà chúng ta nghĩ rằng làm sao chúng ta giữ gìn một phần của giới lực để thân chúng ta không làm ác, không sát sanh, trộm cướp, gian dâm, dâm khẩu, không nói dối, nói hay lời nói tập, ý chúng ta đừng tham ác, đừng sân ác, đừng tà kiến ác, đừng có vi phạm hay là khẩu không nói dối, nói hay lời nói tập nó độc ác, vân vân. Thì tam nghiệp của chúng ta đó, một cách căn bản thì gọi là thân và tâm, thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thì thân và khẩu chúng ta tạm được, tức là chúng ta không vi phạm, nhưng chúng ta như vậy cũng chưa gọi là thành tựu một cách viên mãn của về thân đâu. Khi nào mà chúng ta từ bỏ, khi nào mà chúng ta thành tựu cái giá trị Phật đạo giải thoát, tức là đạo quả nó khởi sanh lên trong tâm ta, hay là khi nào mà chúng ta được thấy ánh sáng Niết Bàn lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, để chúng ta mới chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì như thế thì gọi là cái ngay cả thân và tâm của chúng ta mới gọi là được thành tựu, được viên mãn một cách tốt đẹp. Chứ không phải tu tâm không phải là cái tâm tu đó là tâm tốt, đó là cái tu tâm, hay là tôi tu tâm cho nên ba cái tu thân mà để nghiêm trì, hay để là để giữ gìn về oai nghi tế hạnh, có sự thu thúc về mắt tai mũi lưỡi thân và ý mình không cần thiết, nói như vậy là sai. Mà kính thưa quý vị, đó là thu thúc về thân, về khẩu, về ý, tức là hay là thu thúc về mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đó chính là một sự tu tập về khéo chúng ta nuôi dưỡng, khéo cái chúng ta duy trì cho thân này, cho tâm này được tốt đẹp, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn nếu ngược lại, nếu như chúng ta không có làm thì chúng ta sẽ có nhiều cái chúng ta cũng vẫn bị sai lệch. Ngày hôm nay chúng ta nghiêm trì giới lực, hay chúng ta tu tập, hay chúng ta tu tập các thiền chứng ở các trường thiền, ở các khóa thiền, hay chúng ta tu tập đi theo pháp hành, thì đó chính là những cái duyên để chúng ta bắt cầu giải thoát, cái duyên để chúng ta làm quen, chứ không phải là chúng ta tu như vậy mà rồi chúng ta sẽ thành tựu, sẽ đắc chứng được đâu, không dễ dàng như vậy đâu. Và vì vậy cho nên cái sự tu tập thân và tâm của chính mình không phải là một chuyện đơn giản. Có đôi khi có một số người quá quan trọng về thân mà bỏ tâm, có một người quá quan trọng về tâm bỏ cái thân. Và cái điều này chúng ta phải phân biệt một cách rõ ràng. Thân của mình không có phải bắt khổ hạnh, cũng không phải bắt quá lợi dưỡng thì cũng là sai. Quá lợi dưỡng thì cũng chết. Để cho cảm thọ lạc mà nó phát sanh nhiều cũng không phải là một điều tốt. Mà để cảm thọ khổ mà ngự trị trong lòng của thân khổ, tâm khổ, hay là thân xác này đau khổ cũng là không đúng cho trong tinh thần Phật đạo. Mà chỉ có cái tinh thần của người tu là chúng ta phải biết vừa thôi. Cũng như chúng ta quý Đức Phật nói, khi mà ăn thọ dụng để duy trì mạng sống, chứ không phải thọ dụng mà để chúng ta lợi dưỡng, để trao dồi thân tâm này. Ăn chỉ là duy trì sự sống. Cũng vậy, mặc y phục để che thân, ở trú xứ để tránh đi những cái nắng mưa, mặc y phục để che cái sự lõi lộ, để mũi mồng gió nắng gắn rít vân vân, chứ không phải là trang điểm. Ăn không phải là để cường tráng cái thân thể này, vân vân. Thì chính những cái tinh thần đó thì chúng ta thấy cái đời sống tu của một người tu đúng là một đời sống trung đạo, nghèo cho sạch mà rách cho thơm, chứ không phải là thật sự là tu là đóng vai một người bần tăng khổ sải, như vậy gọi là tu. Một bần sư ở những cái nơi mà nghèo khổ, như vậy là gọi là cái tu. Nhưng có người phàm phu thì người ta nghĩ rằng một cái người tu phải là con người như thế, là bằng cái nhìn của phàm tịnh thôi. Người tu là người nghèo cho sạch mà rách cho thơm.
tuy mà nghèo mà không dơ, không hôi, không thối, không có, có mất đi một cái, không phải đứng gần người ta né tránh, không phải là đầu trần chân đất. Chúng ta nghĩ rằng như vậy rồi chúng ta giả một cái thân đen đúa hôi hôi, rồi từ đâu chúng ta tới nghĩ rằng là, chắc là bậc chân tu xuống đời Phật cứ như tái thế. Con người mình cứ nghĩ vậy, không phải vậy. Mà một người tu, cái pháp tướng, cái thân xác gọi là căn bản, ở đó cũng có là sự căn bản tốt đẹp, chứ không phải là có một cái sự tệ hại được. Điều này quý vị nhớ như vậy. Cho nên cái sự tu tập của một người tu, nhiều khi ta nói, hoặc theo có một số người nấp bóng giải danh, nghĩa rằng tôi tu về tâm á, cho nên ba cái thân tướng của quan tâm. Kính thưa quý vị, không phải như vậy. Và ba cái chuyện mà thí dụ như là áo y hình hài thể xác này, nó không là không phải là cái gì, hay hoặc là mình giả ra, mình lấy cái y rồi mình đắp lên từng miếng, rồi mình cắt trên từng miếng này miếng kia, mình đắp vô cho nó gọi là cái y, nó gọi là cái y ngoại sắc, y bán, y coi như là nhiều miếng nhiều mảnh mà ráp lên như vậy để giả cho cái khổ, cũng phải là vậy. Mà y nó đúng điều, mà khi mà đi đem những cái vải tấm vải về giặt sạch sẽ, nó dơ giặt lại và may đúng điều theo luật Phật đã dạy, thì mới gọi một chiếc y, chứ không phải là cái y mà y cũ, và cái y mà gom góp cho nó đen đen, cho nó cũ cũ, cho nó nhào nhào như vậy, chúng ta gọi là cái y đó, gọi là cái y của Phật ta vậy. Cái la cờ la hán, cái pháp tướng sa môn mạnh mẽ lắm, tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Cái dáng vẻ của vị ấy không có đạo, không có kiểu như chúng ta gọi là đạo mạo, tức là một cái gì đó của che giấu, không có. Thông thông thái, nhẹ nhàng, đỉnh đạt và căn bản tốt đẹp, chứ không phải là hình thức, tạo ra hình thức rồi nội dung, cái nội tâm không có cái gì, thì có đó giá trị cũng vô ích. Cho nên chúng ta thấy phải không chấp nhận cái giá trị khổ hạnh, và nhờ không khổ hạnh đó mà Ngài đã thực hành một cách tột đỉnh, một tột cùng của khổ hạnh, và Ngài đã bỏ cái khổ hạnh đó, và Ngài đi con đường trung đạo. Và đi con đường trung đạo đó, sau đó Ngài nhớ lại lúc mà ngồi dưới cây trăm, mà lúc mà vua cha đi cài đó, và Ngài lúc đó Ngài chứng đắc sơ thiền, đúng thì đó là lúc Bồ Tát lúc đó chứng đắc sơ thiền, thì Ngài nhớ là cái đó, Ngài thực hành cái con đường, sau đó Ngài thọ thực lại. Cái này cũng coi như là sau đó Đức Phật Ngài bắt đầu Ngài thọ thực trở lại, thì lúc đó đó thì bắt đầu thân xác lần lần khỏe mạnh trở lại. Cho lúc đó thì năm thầy Kiều Trần Nhiên nghĩ rằng Đức Phật Ngài đã rơi vào cái không chịu nổi rồi, bây giờ Ngài đã đi ngược con đường rồi, cho nên các vị đã bỏ được Ngài đi. Thì đất độc một mình, bắt đầu Đức Phật Ngài tiếp tục Ngài tu tập cái trung đạo, và Ngài chứng đắc túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Như chúng ta thấy, biết được biết mình sanh tử nhiều nhiều kiếp, từ chi tiết cho đến đại cương, như thế nào Ngài biết hết của mình và của chúng sinh, và cuối cùng canh cuối cùng thì Ngài chứng đắc lậu tận minh, và Ngài trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác. Và chính Đức Phật Ngài cũng trả lời cho Akavisana rằng ta đã tu tập thực chứng như vậy. Và rồi hỏi thêm một chuyện đó, tức là như vậy thì Ngài ngủ, Ngài có ngủ hay không? Kính thưa quý vị, đối với một vị thánh không có ngủ, khi một vị thánh tứ quả chỉ nói chỉ là Phật, các ngài chỉ an trú trong thiền, chứ ngủ như chúng ta si mê ám á, tức là rơi vào hôn phần, ngủ để đi rơi vào si mê. Cho nên cật vấn Ngài cái điều này, Ngài cũng bác. Mà đó là các vị đã thành tựu lậu hoặc, đã diệt trừ lậu hoặc, đã thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, và Ngài đã vô thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này. Và thế là tôn giả cứ biết sanh ra từ giải Ngài đi, và mới thầm chấp nhận và kính phục Ngài. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, thì cũng có xin đôi điều trình bày qua cái bài kinh là như vậy. Bây giờ tôi xin chấm dứt cái sự trình bày của mình ở đây, cần nhiều cái sự thảo luận của chư tăng xuyên qua cái bài kinh này. Và kính dân phước lành đến chư tăng, kính dân chư thiên kính dân đến chư tăng, và xin đến chia điều đến toàn thể mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam tha giác, nam mô tham ma giác, nam mô sanh tha giác.
Sa thú ký trân thưa tòa thầy quyền. Thưa quý vị, bài kinh này là một loại trong những bài kinh rất là quan trọng. Do vậy, chúng tôi xin được dành một ít thời giờ để đi vào các điểm chính của bài kinh ngày hôm nay. Trước nhất, như chúng ta được biết, vào bài kinh trước, kinh tiểu kinh, Sách Chất Cá là một nhân vật rất là giỏi về biện luận. Và một ở trong những điều mà xã hội Ấn Độ thời bấy giờ và kể cả ngày hôm nay, người ta nói nhiều về tu là gì. Dĩ nhiên là nói đến tu thì người ta rất là đề cao là cái sự khắc kỷ, sự tự chế. Nhưng mà khắc kỷ tự chế thì đôi khi ta có một khái niệm rất là mơ hồ về thế nào là khắc kỷ, mà thay vào đó họ nghĩ rằng tu mà cần hạn chế về thân, tức về vật chất, như là hạn chế trong cái ăn, cái mặc, thậm chí là ăn rất ít, hay là không có mặc quần áo, gọi là lõa thể, hoặc là nhiều pháp khổ hạnh khác nhau. Không phải chỉ có ngày xưa bên Ấn Độ mà ngày hôm nay đó, vẫn còn có nhiều cái phương pháp như vậy rất là thịnh hành Ấn Độ. Thưa quý vị, Sách Chất Cá đã dựa trên điểm này để nêu ra vấn đề với Đức Phật về thân tu tập và tâm tu tập. Quý vị nghe không được, quý vị còn nghĩ chờ chúng tôi chút xíu. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài có một cái định nghĩa rất là đặc biệt. Và định nghĩa này khiến cho Sách Chất Cá đã không có thể đi xa hơn được ở trong cái quan niệm về thân tu tập và tâm tu tập của mình. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ khi mà Đức Phật Ngài định nghĩa rằng thân tu tập có nghĩa là khi mà thân mà tiếp xúc với lạc thọ đó, mà không để cho tâm bị chao đảo đó, đó là thân tu tập. Còn tâm tu tập là khi mà cuộc sống đối diện với nghịch cảnh mà có đủ sự nhẫn nại, và tức là có tâm tu tập. Định nghĩa này rất là lạ so với tất cả chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng trên phương diện thân tu tập thì có nghĩa là mình ép sát, nghĩa là mình làm sao để có một cái thái độ với thân của mình. Nhưng mà Đức Phật thay vào đó thì Ngài đề cập đến lợi dưỡng. Thì lợi dưỡng ở đây là khi mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc đó. Thì những thứ đó nó dừng ở mức độ nào đó, không để cho nó đi quá xa, tức là không dẫn mình đến chỗ hưởng thụ những cái lợi dưỡng đó quá nhiều, thì cái đó gọi là thân tu tu tập, có nghĩa là một cái thái độ vừa chừng đối với năm cảnh dục, đó là một thái độ không có thụ hưởng vật chất, đó gọi là thân tu tập. Nhưng mà rồi tâm tu tập là thế nào? Thưa quý vị, đời sống của một người tu tập không phải chỉ đối diện với những cảnh vừa lòng khả ái khả ý, mà chúng ta còn đối diện với những cái khó khăn, với những nghịch cảnh, nào là nắng mưa, nắng quá nóng, mưa quá nhiều, mũi mộng, nắng gió và bao nhiêu nghịch cảnh. Và đối diện với nghịch cảnh mà càng giữ được cái tâm bớt phẫn nộ, bớt sân hận, càng an tịnh, thì đó Đức Phật gọi là tâm tu tập.
cũng như ở trong một số đoạn mà chúng ta nghe Đức Phật nói rằng cái pháp khổ hạnh mà chúng ta sẽ nhẫn nại. Không phải là mình nhìn ăn nhìn mặc, cái đó gọi là nhẫn nại, gọi là khổ hạnh, mà mình sống cái tâm mình biết nhẫn nại với những điều trái ý nghịch lòng. Lấy ví dụ như là người ta khiêu khích mình, người ta chửi mình, thậm chí người ta đánh mình, người ta làm hại mình, nhưng mà cái tâm của mình không có không có sân hận, không bực bội, không có nuôi thù chủ quan, thì cái đó Đức Phật ngài gọi là nhẫn nại, và nhẫn nại đó là khổ hạnh tối thượng. Thì như vậy thưa quý vị, với hai cái định nghĩa về thân tu tập và tâm tu tập đó, thì Đức Phật ngài đã nói về cái thái độ rời bỏ hai thứ gọi là lợi dưỡng và khổ hạnh. Không lợi dưỡng tức tu tập, và không có khổ hạnh tức là tâm tu tập. Khổ hạnh ở đây tức là hành sát, mà thay vào đó ngài dùng cái sự nhẫn nại, gọi là nhẫn nại với đau khổ, đó gọi là tâm tu tập. Không có chìm đắm ở trong dục lạc, thân tu tập, mà nhẫn nại đối với nghịch cảnh, đó là thân tu tập. Hai điều này nếu chúng ta là người con Phật mà chúng ta không nhớ được, thì chúng ta không hiểu rõ được ý nghĩa sự tu đạo. Và nếu chúng ta không hiểu rõ, nó không nắm vững điều đó, thì chúng ta sẽ có một vấn đề để nắm cái ý nghĩa của bài kinh này. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài đã không có nói bằng lý thuyết đối với Sacchaka. Tại vì bản thân của Sacchaka, thưa quý vị, là một người giỏi về biện tài. Tất cả những gì Sacchaka nói dựa trên ngôn ngữ, dựa trên lý thuyết. Và nếu quý vị để ý là Sacchaka ở trong đây gọi là Nigantha Nataputta, gọi là một ni kiền tử, là một người theo giáo phái Nigantha. Nhưng mà ở đoạn chót á, thì Sacchaka vẫn bạch với Đức Phật rằng chính mình đã từng đối thoại với nhiều vị giáo chủ ngoại giáo, và ngay cả với ông thầy của mình là Nigantha Nataputta. Thì ông thầy của mình cũng cảm thấy nổi nóng, bực bội. Cảm thấy bực bội là vì cái sự gọi là chọc tức, hay nói khích hoàng giả là trịch thượng của Sacchaka, vì Sacchaka là người rất là giỏi biện tài. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài đã không có nói về lý thuyết đối với Sacchaka, mà ngài đã nói với Sacchaka rằng bản thân của ngài là một người sống ở trong nhung lụa, và đúng như vậy, ngài là một vị vương gia, là một vị sống ở trong hoàng cung, cung vàng địa ngọc. Ngài từ bỏ điều đó, và ngài trải nghiệm qua cả hai pháp. Một á, là ngài đã trải nghiệm qua các thiền chứng khi ngài đến với hai vị đạo sĩ, đó là Alakara Kalama và Uttakarama Buddha. Rồi ngài chưa đạt đến, thì ngài nghĩ rằng một cái phương pháp để đạt đến cứu cánh đích thực, đó là đoạn diệt cái ngã của mình, đoạn diệt cái vị ngã. Và một trong những cách rất là phổ thông thời bấy giờ đó là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là một cách hành sát ở mức độ tận cùng. Và ngài kể cho Akivesana, ở đây ngài gọi Akivesana tại vì Sacchaka là cái tên, Akivesana là cái dòng tộc. Và khi nói chuyện mà gọi cái tên của dòng, cái tên người đó bằng dòng tộc đó, tức là một cách nói gọi là trang trọng. Trang trọng thì một cách nói chúng ta gọi là cái nói formal, một cách nói rất là bình thường. Thì thưa quý vị, ở đây khi Đức Phật ngài nói về tất cả cái con đường đã đi của ngài, ngài có trải qua các thiền chứng, ngài có trải qua các khổ hạnh, nhưng rồi cuối cùng ngài tìm được con đường trung đạo. Và ngài đã nêu lên một cái ví dụ, và cái ví dụ đó nó không phải dựa trên lý thuyết, mà dựa trên chính thân tâm của ngài. Thời xưa thưa quý vị, người ta hay làm một cái việc đánh lửa, người ta đi ra đồng, đi vào trong rừng,
thì người ta không có mang theo lửa được, lửa làm sao mà mang khí độc được cho được, đâu có cái gì đâu, nên người ta sẽ mang theo hai cái que đánh đánh lửa. Ngày hôm nay thì chúng ta có một loại đá lửa, hay là có cách để làm lửa, nhưng mà thời xưa thì không, họ dùng hai cái que gỗ họ đánh lửa. Và khi họ dùng hai que gỗ đánh lửa đó, thì Ngài đề cập đến hai cái vấn đề mà thường làm cho cái việc đánh lửa không thành công. Đó là nếu cả hai khúc gỗ đều bị ướt, hai gỗ bị ướt thì khi mình cọ sát với nhau nó không ra lửa được. Cái chuyện này dễ hiểu. Và điểm thứ hai là khi hai cái khúc gỗ đánh với nhau mà một khúc gỗ nó bị mục ở trong mục ra thì cũng không làm ra lửa được. Thì rõ ràng là cái khúc gỗ mà nó dính, nó thấm nước, và một khúc gỗ mục, cả hai đều trở ngại không đánh ra lửa. Thì Đức Phật xem cái tuệ giác đó, nó không thể sanh khởi nếu mà chúng ta ngâm đẫm quá nhiều ở trong dục lạc. Dục lạc ở đây tức là lợi dưỡng, là đời sống hưởng thụ nhiều quá. Con người hưởng thụ nhiều quá đó, thì cái tuệ giác nó không có sanh khởi được. Nhưng mà một cái chuyện ngược lại là tuy nó rất là khô, nhưng mà khúc gỗ nó mục, nó không có đủ cái độ rắn, thì nó cũng không sanh rửa lửa được. Ví dụ như cái thân của chúng ta đây mà nó bị bệnh, bị suy nhược, bị cạn kiệt sức lực, mà gọi là để thắp sáng tự giác thì nó là một chuyện rất là khó. Một người mà tự hành sát và chỉ luôn luôn khổ sở với cái sự hành sát thì thứ gì rất là khó để đạt đến cái chỗ sanh khởi cái tự giác, thành tựu chánh trí. Thành ra Ngài dùng hai cái ví dụ của gỗ thấm nước và gỗ mục đều chỉ cho hai cái cực đoan của lợi dưỡng và khổ hạnh. Ở đây chúng ta để ý như vậy là ngoài cái lý thuyết nó còn có một cách nói. Và cái nói của sách giáo cả đó là dựa trên cái kinh nghiệm về lý luận của mình, lý sự của mình, thì đôi khi không cần lý lẽ mà là sao đánh vào cái chỗ nhược của người đối thoại của mình, đánh vào chỗ nhược là nói sao cho họ giận họ tức. Khi nói giận họ giận họ tức thì họ đâm ra nói sai, đâm ra để lộ cái nhược điểm, để lộ cái chỗ sơ hở của mình. Trong cái lý luận người ta gọi là phá thối. Và phá thối tức là mình khi mà một người đối thoại với người khác không có dùng cái lý lẽ, mà thay vào đó làm sao cho người kia nổi giận nổi cáo lên. Đây là cách của sách Tạng Đà. Chúng ta nghe rất là nhiều cái cách của sách Cá nói tại đây, cái cách mà sách Cá chấp nhận Đức Thế Tôn, thì sách Cá cũng nói cách rất là trịch thượng. Và khi mà khen Đức Phật cũng khen cách rất là trịch thượng. Chúng tôi cũng nói như vậy thưa quý vị, là ngay cả những người Phật tử, những người tu sĩ mà đôi khi khen Đức Phật là đã khen không đúng cách rồi, đừng nói chuyện người ngoại giáo. Chúng tôi lấy một ví dụ như là thỉnh thoảng quý vị nghe một vài vị sư hay là một vài vị pháp sư khen là Đức Phật Ngài giảng rất là hay. Cái câu mới nghe thì bình thường, nhưng mà thật ra mình không có tư cách mà khen Đức Phật là hay như vậy. Dạ, mình không khen Đức Phật hay, mình chỉ có thể nói rằng lời dạy đó của Đức Phật mình học được những điều rất là lợi như vậy được. Nhưng mình là người nhỏ mình không có khen người lớn là ô Đức Phật thuyết pháp này rất là hay. Ở đây sách cho cá còn làm chuyện tệ hơn nữa, nói rằng tôn giả Gotama thật đáng tin cậy. Dạ, thật đáng tin cậy. Cái kiểu khen gọi là khen của kẻ cả đó, thì cái khen đó nó không phải chúng ta gọi là khen khen cách trịch thượng, khen trên đầu. Nhưng mà Đức Phật này Ngài không có dạy mình chuyện đó. Dạ, và ngài đã nói sách cho cá rằng ta biết lời nói của người rất là trịch thượng, nhưng mà rồi Đức Phật Ngài vẫn tiếp tục. Dạ, vẫn tiếp tục những gì mà Ngài đề cập đến. Vì vậy chúng ta nên để ý rằng ở đây sách giáo cá nói vừa lý lẽ mà còn tấn công vào cái mà sách giáo cá gọi là cái nhược điểm này, cái cảm xúc của người đối thoại. Dạ, nói sao cho người đó tức tối, nó giật dần. Nhưng mà Đức Phật thì không. Dạ, Đức Phật Ngài không có để lộ một cái gì gọi là bực bội tức tối về việc đó. Thì thứ vì sách giáo cá đã nêu lên một vấn đề
trước khi mà chúng ta bước vào vấn đề này đó, thì ở đây Đức Phật Ngài lại nói thêm một điểm mà chúng ta cần lưu ý, là khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho đại chúng, do vì Ngài quan sát cái nhân duyên của đại chúng nên chi người nghe cảm tưởng rằng Đức Phật đang giảng cho mình. Đây là một điểm rất là đặc biệt ở trong cách nói chuyện. Nếu một vị pháp sư hay là một người giỏi về về biện thuyết ấy, thì thưa vị, khi mà nói khiến người ta thấm thía. Tại sao ta thấm thía? Vì nó nói cái đề tài chung, một đề tài rất xa, nhưng mà cảm tưởng ta đang nói cho mình. Cái đây là một cách rất là đặc biệt. Tại vì sao vậy? Thí dụ như là một đạo diễn có tài, là một đạo diễn sẽ thực hiện một cú phim mà nó đi vào cảm xúc của cá nhân nào đó. Mình xem cú phim mình cảm thấy xúc động, giống như là cú phim nó đáp ứng được một cái món ăn tinh thần của mình đang khao khát. Một cái vị pháp sư ngồi nói chuyện mà nói cái buổi trời nói rất dài, nhưng mà nói chuyện đâu ra đâu mà cảm tưởng, những người nghe mà cảm tưởng giống như nói cái chuyện gì đó mà nó liên hệ tới mình hết. Thì như vậy á, vị pháp sư đó chưa có gọi là nghĩ rằng thính chúng cần cái gì, mình nói cái gì đáp ứng được nhu cầu thính chúng. Thì ở đây Đức Phật Ngài dùng một cách nói rất là khéo. Ngài nói rằng khi mà Ngài thuyết pháp thì những người trong đám đông nghe đó, thì giống như là Đức Phật đang nói. Giờ quý vị có nghe được lại, quý vị có nghe lại được không? Dạ vâng, dạ xin lỗi quý vị. Thưa vị, có những vị pháp sư hay là có những diễn giả đó, họ ghiền thuyết pháp, họ ghiền sân khấu. Chúng tôi nhớ rằng ở đây thỉnh thoảng chúng tôi có gặp một vài vị ca sĩ đó, là họ ghiền quá đến lúc mà họ nói rằng chỉ cho họ hát không là được. Thậm chí là họ đến chùa họ hát mà còn có 5-7 người họ cũng hát cái mê say, tại vì họ quá muốn hát. Thì có những vị họ nói họ rất là thích nói, nếu không có nói họ buồn. Thuyết pháp mà mình không được thuyết pháp mình rất là buồn. Thật ra thường thường nói pháp nó không phải vì tha thiết cái Phật pháp hay là vì lòng đại bi, nhưng mà tại vì ghiền thuyết pháp, ghiền nói. Thì Đức Phật Ngài không có cái nghiền đó. Mặc dù Ngài là một người thuyết pháp mà được đại chúng rất là quần chúng rất là hâm mộ, rất nhiều người quy ngưỡng, nhưng mà Ngài không có cái nghiền để thuyết pháp, mà đơn giản là Đức Thế Tôn thuyết pháp vì tâm phi mẫn. Và khi mà Ngài không thuyết pháp đó, thì Ngài an trú trong cảnh giới của tam muội định, của thiền định, là một cảnh giới rất là an lạc. Và ở đây chúng ta gọi là Nichakapan, tức là sự liên tục, không có gián đoạn. Ngài không có bị dao động hay bị chi phối. Chúng tôi lấy ví dụ như là nếu mà một người bình thường quen nói chuyện, hay một ca sĩ quen đi hát, trở về với cuộc sống bình thường ấy, mà họ ngồi thiền hay là họ đọc sách, họ làm gì đó, thì thỉnh thoảng họ bị chi phối, họ nhớ ánh đèn của sân khấu, hay là họ nhớ cái mà chúng ta gọi là live light, ngoài ánh đèn của sân khấu rồi thì họ nhớ những tràng vỗ tay, hay là khi đi thuyết pháp họ quen nói rồi họ ngồi họ im lặng, họ chịu không nổi. Đức Phật không có chuyện đó. Ở đây thì chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật nói với Akivesapa, ngay cả một cái chuyện mà gọi là thuyết pháp là điều mà Đức Phật vẫn thường làm, và điều đó cũng không phải là điều mà Đức Phật quá muốn làm, không có, không được. Đức Phật vẫn sống trong rừng sâu một cách an lạc. Ngài độ sanh khi mà Ngài thấy có nhu cầu.
và nhu cầu tiếp về tâm bi mẫn của Ngài. Thì thưa quý vị, ở đó nó lại nói lên một điểm khác mà chúng ta gọi là cái sự trưởng thành của đời sống nội tâm. Sự trưởng thành đó rất là khó nói và để một người bình thường hiểu, như câu chuyện mà Ký Sảnh nuôi gà cho vua Cảnh Công vậy đó. Chúng ta nhớ rằng Ký Sảnh được giao nuôi con gà, vài bữa sau nhà vua, tại vì nhà vua rất thích nuôi gà đá, thì nhà vua hỏi rằng gà đã sẵn sàng chưa, thì Cảnh Sảnh nói chưa, nó còn hăng máu lắm, nghĩa là mới nghe cái tiếng gà gáy ở xa là đã muốn đá rồi. Rồi vài bữa sau hỏi thì nó cũng chưa, là khi thấy mặt gà nó đã muốn đá rồi. Rồi khi nào hỏi cuối cùng thì nó, con gà bây giờ nó đạt đến cái cảnh giới là bình thản. Và khi nào nó nhập cuộc nó mới đá, còn bình thường nó nhốt ở trong lòng này, ngót vào lòng kia thì nó vẫn bình thản. Ký Sảnh cho rằng con gà như vậy là đủ sức chiến đấu, từ đủ sức trưởng thành. Con người chúng ta, thưa quý vị, ngay cả trong cái việc tu học về, có nhiều người bị cái bệnh, và cái bệnh này là ví dụ như họ họ học tiếng Phạn rất là giỏi, họ đi đâu họ cũng sổ tiếng Phạn ra, tại vì họ không sổ tiếng Phạn được họ không chịu nổi. Hay là họ học học Thắng Pháp Abhidhamma, đi đâu cũng bắt người ta nghe Thắng Pháp Abhidhamma thì cái đó cũng không chịu nổi. Hay là có những người ăn chay mà đi đâu thấy người ta không ăn chay thì nổi giận lên, cũng chịu không nổi. Hay là có người đi chùa mà thấy người khác không đi chùa, họ chịu không nổi. Tuy bây giờ cũng có một cái chuyện ở tại Mỹ này đã xảy ra, đó là vấn đề chính trị. Người theo bên này, người theo bên kia. Mà người theo bên này đó, mà thấy người ta không theo mình cũng nổi nóng, mình cũng sân si. Và người theo bên kia mà thấy người ta không theo bên mình đó, mình cũng nổi nóng sân si. Thì như vậy đó là một cái trạng thái tâm lý chúng ta gọi là trẻ con. Chúng ta chưa có trưởng thành trong cuộc sống. Một con người mà đủ cái khả năng trưởng thành trong cuộc sống, có đôi khi họ không nhất thiết là họ phải, lúc nào họ cũng phải nói như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người làm thơ hay, một người giỏi về văn học, không nhất thiết đi đâu cũng cố gắng ngâm thơ cho người khác, đọc thơ người khác, cố cho người khác biết rằng mình thuộc nhiều thơ, hay là mình luôn luôn mình nói về thơ văn. Đó không cần thiết. Khi nào cần nói thì nói hay, nhưng mà khi không cần thì thôi. Cái đó chúng ta gọi là sự già dặn, chúng ta gọi là sự chín chắn của nội tâm. Thì thưa quý vị, Đức Phật thuyết pháp vì cái nhu cầu là muốn được thuyết pháp hay là ghiền thuyết pháp, mà Ngài thuyết pháp đơn thuần là vì có nhu cầu, đáp ứng được nhu cầu đó, và Ngài trở về có khả năng sống, sống rất là yên tĩnh, rất là yên lặng. Điều đó nói lên một cái sự trưởng thành thực sự, nói lên một cái tâm đến cảnh giới tự tại, đạt đến cảnh giới vô thượng, chứ không phải như một người mới có bộ áo mới, mình lúc đầu cũng muốn đi khoe với người khác. Trong lúc có những người họ có cả tủ áo mới nhưng mà họ cảm thấy rằng không cần nhất thiết phải đi khoe với người khác, và mình cứ mặc thôi, đâu có chuyện gì đâu phải khoe. Thì thưa quý vị, sách chắc chắn là nói một điểm khác. Một cái điểm này đó không phải là nói vì vấn đề lý lẽ, mà sách chắc chắn cố ý tìm một cái ngõ ngách nào đó để bắt giặc, bắt lỏng, để nói khích Đức Phật. Và sách chắc chắn biết rằng có một số các vị tu khổ hạnh đó, họ bắt buộc là buổi trưa không được nghỉ trưa. Nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn cho phép chư vị kheo nghỉ trưa, và bản thân của Ngài thì cũng nghỉ trưa. Thì thưa quý vị, ở tại Ấn Độ đó, nếu mà quý vị nào sang đó, có những ngày trời nó rất là oi bức, rất là nóng, rất là nóng, nóng ghê lắm. Và thường nó làm cho cái thân mình rất là mệt. Và do vậy, Đức Phật Ngài cho phép buổi trưa, sau đi khất thực xong thì về nghỉ ngơi. Không có nghỉ nhiều, nghỉ thời gian rất là ngắn. Cũng giống như bây giờ, đôi lúc chúng ta làm việc nhiều thì buổi trưa chỉ cần 15 phút nằm nghỉ, chúng ta lấy luyện sức khỏe hơn là chúng ta cứ bắt cái máy nó chạy hoài không nghỉ ngơi, thì buổi chiều làm việc rất là uể oải. Thì Đức Phật Ngài cho chư tăng nghỉ để lấy lại sức, và trong buổi chiều có sinh hoạt buổi chiều tốt hơn.
Thì thứ gì sách các cát nói rằng đối với các vị sa môn, thế không nói là mình nói, mà nói về đối với các vị sa môn thì đó là hình thức của si ám. Si ám tức là tâm u mê. Thì Đức Phật ngày ngày không vậy. Đức Phật ngày rất là ngày rất là bình thản. Ngài nói rằng cái quan điểm về si ám như vậy đó, đó là quan điểm của những vị đó, nhưng mà đây là quan điểm về si ám mà ngài nói, và ngài đã trình bày qua đó là một vị sống như thế nào là tâm tư si ám, với hay là tâm tư không si ám. Bởi vì con người chúng ta chỉ dựa vào một cái một điểm nào đó đó mà chúng ta nói đến cái, thì chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là đôi khi chúng ta nói về tâm từ bi, tâm từ bi thì chúng tôi phải nhận rằng ngày hôm nay người ta nói nhiều về từ bi, nhưng mà có đôi khi lạ lắm thưa quý vị, ở phương Tây á, họ từ bi với con chó nhưng mà họ không nói từ bi với con heo, con gà, và họ cho rằng bạc đãi con chó đó tức là một sự bạc đãi đối với loài, tức là cái bạc đãi với loài vật, thì mới nghe thì cũng hay, nhưng mà nó có vấn đề khác. Tại sao con chó thì không nên bạc đãi nhưng mà con vật khác thì bạc đãi? Hay là hoặc giả là người ta nói về bảo vệ môi sinh, và bảo vệ môi sinh khuyên là đừng có bỏ giấy nhiều, nên lấy giấy ra riêng chẳng hạn. Nhưng mà khác thì cái sự tiêu thụ quá độ của người Tây Phương, họ thải ra rất nhiều cái thán khí, và cái thán khí làm cho các thành phố bị ô nhiễm rất là nặng. Vì vậy tại sao nó có sự bất đồng ý kiến lớn, là tại vì sao? Là vì có nhiều khi họ đồng ý một cái khái niệm về về một cái nhìn chung, nhưng mà đem ra áp dụng thì nó rất là khác biệt. Ví dụ như là ai cũng đồng ý là bảo vệ môi sinh là tốt, nhưng bảo vệ một cách nào nó là một chuyện khác nữa. Thì tương tự như vậy, ở trong cái đời sống của tôn giáo, và đặc biệt tôn giáo ở Ấn Độ, thì người ta nói đến minh triết. Minh triết tức là một đời sống sáng suốt, đời sống với trí tuệ, với tuệ giác. Nhưng mà nói là đời sống minh triết là đời sống cũng không ngủ trưa, không nghỉ trưa, thì mới nghe có thuyết phục với nhiều người lắm. Con người mà phàm á, thì mới nghỉ trưa, người thánh không nghỉ trưa. Nhưng mà thật ra cái thân thể là thân thể thôi, và thân thể có lúc cần nghỉ ngơi. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ là đối với rất nhiều người đó, thì buổi trưa chỉ cần chọc mắt 15 phút nó sẽ tỉnh táo, điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc với năng suất cao hơn. Điều này thì chúng tôi phải nói với quý vị rằng khi mà ở bên Mỹ, có nhiều khi chúng ta lái xe đó thưa quý vị, chúng ta lái xe mà trên đường bị buồn ngủ, thì có nhiều người không cố gắng họ lái, mặc dù họ rất buồn ngủ và họ nghĩ sự cố gắng đó là hay. Nhưng mà rồi những người mà họ chuyên về nghiên cứu về việc lái xe an toàn á, thì họ nói thay vì mình cố gắng mà mắt mở mức không lên, thì tốt hết mình tìm một nơi an toàn, mình chọc mắt ở trong 10 phút. Và 10 phút đó nó giống như là vừa nghỉ ngơi mà vừa để xóa tan cơn buồn ngủ. Thật ra cái này lợi ích lắm. Đừng cố gắng. Hồi trước chúng tôi ở với Hòa Thượng á, mà ngài đi trên xe mà ngài thấy có vị nào mà buồn ngủ mà cố lái xe, thì ngài biểu là ngừng lại chút đi, nghỉ đâu có sao đâu, nghỉ 10-15 phút rồi sau đó mình tỉnh táo lái xe tốt hơn. Thì có những khi cơ thể mình làm việc, nhất là ở tại Bắc Bán Cầu hay Nam Bán Cầu, mà có những tháng nó rất là dài, 6 chẳng hạn, mà từ sáng cho đến trưa thời gian dài làm việc 6-7 tiếng, thì để cho mình nên nghỉ một chút, chỉ cần 15 phút nghỉ ngơi thì sao chúng ta trở làm việc tốt. Còn mình ráng làm việc cả ngày thì cả buổi chiều được quẩy quại. Thật ra Đức Phật ngài nói rằng cái quan niệm mà ngủ trưa là si ám, ngủ trưa không si ám á, nó không phải là cái vấn đề để bàn, mà vấn đề là sống như thế nào, nghĩ như thế nào. Nghĩ mà nghĩ ở trong cái sự tham ăn mê ngủ đó là một chuyện khác. Nghĩ để mà thân thể nó được lấy lại sức khỏe là một chuyện khác. Thưa quý vị,
Và con người họ hay nắm vào một vài cái mấu chốt mà quên đi những điều khác. Sách chắc cá không phải là một trường hợp riêng lẻ, mà sách chắc cá là một thái độ của đa số chúng ta, lấy một điểm gì đó để chứng minh cho cái lớn hơn, nhưng mà cái đó thực sự không có cơ sở. Thật ra thì ở đoạn cuối của bài kinh này thì sách chắc cá đã nói lên một điều là thừa nhận rằng mình có cái thái độ trực thượng, mình có một thái độ gọi là chọc phá, mình có một thái độ nghĩa là thử thách người đối diện, người đối diện ở đây là Đức Phật. Sách Chắc Cá nói rằng đã từng áp dụng cách này khi mà đàm luận với các vị đại giáo chủ, những vị giáo chủ đương thời có danh tiếng, nhưng mà những người đó đều nổi nóng, những người đó đều bực bội, đều khó chịu, nhưng mà riêng Đức Phật ngài giữ cái tâm bình thản. Thưa quý vị, chúng tôi có một vài lần đọc trường hợp như vậy, là có người gọi điện thoại chúng tôi, họ hỏi đạo, hỏi Phật pháp, thì chúng tôi không biết tên, chúng tôi hay nói là đạo hữu, dạ đạo hữu, thì khi chúng tôi nói mà vì đó họ không trả lời được thì sau đó họ nói là thầy đừng gọi tôi là đạo hữu, tôi đâu đệ tử thầy đâu gọi là đạo hữu, dạ, thì họ nói như vậy đó, thì chúng tôi hiểu rằng họ đang tìm cách để họ tấn công, và chúng tôi nói rằng đó chỉ là mới, và tưởng đâu quý vị là một Phật tử thì chúng tôi nói như vậy không, và cách đó là cách nói đàng hoàng chứ không phải là cách nói gì gọi là có chuyện gì gọi là xúc phạm đến quý vị. Nhưng mà thư viện, khi một người mà đã cố tình và họ có ý bài chống phá, thì cái việc quan trọng không phải chỉ gìn giữ lý lẽ, mà quan trọng là giữ được một cái thái độ an nhiên, và an nhiên trong cuộc sống. Nó có vô số cái chuyện đã kích động ở trong cuộc sống này, đã xuống kích động. Và bây giờ thì chúng ta thấy những chuyện đó càng lúc nó càng nhiều. Quý vị có nghĩ chờ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, cái đặc điểm của cuộc sống tu tập đó là trong sự thực hành chúng ta phải hiểu nhiều về lý thuyết, và có một số cái tôn giáo tín ngưỡng và tu tập đó đến lúc mà người ta không còn lý thuyết nữa, chỉ là niềm tin mà thôi. Nhưng mà khi rời bỏ niềm tin thì họ lại lý sự quá nhiều. Và Đức Phật trong cái vị thế của một bậc đạo sư, ngài luôn luôn dạy chúng ta nên dung hòa giữa lý thuyết và thực hành, và đừng rơi vào cực đoan của khổ hạnh và lợi dưỡng. Ở đây Đức Phật ngài đề cập đến một sự quân bình của thân tu tập và tâm tu tập. Thân tu tập được hiểu rằng không để thân lợi dưỡng hưởng thụ quá nhiều, mà tâm tu tập ở đây được hiểu rằng tâm phải có khả năng nhẫn nại chịu đựng đối với kịch cảnh. Quý vị nào mà thường đọc những quyển sách trong ghi lại lời dạy Gài Chân Cha đó, thì ngài nói nhiều về cái thân tu tập và tâm tu tập này, làm sao cho chúng ta không có nuông chiều quá đáng bản thân của mình, nhưng mà đồng thời chúng ta có khả năng hóa giải những cái thử thách của đời sống. Đời sống có nhiều thử thách trong thời, nếu mà đối với những thử thách đó mà chúng ta không có khả năng để nhẫn nại đó, để an nhiên vượt qua thì có vấn đề. Và ngay cả trong bài pháp này, khi Đức Phật ngài nói chuyện với Kassapa, Sách Chắc Cá, thì Sách Chắc Cá cũng cố gắng để làm sao cho Đức Phật không an nhiên được, không có bình thản được, mà trở nên nổi nóng, nhưng Sách Chắc Cá đã không thành công trong việc đó. Bài kinh rất là thú vị, nếu chúng ta có dịp đọc lại. Hôm nay thưa quý vị, thường thường những bài kinh dài chúng tôi phân làm hai đoạn, nhưng nếu bài kinh này phân làm hai đoạn thì là chuyện hôm nay và ngày mai nó không liên lạc ý tưởng với nhau, thì chúng tôi bắt buộc phải gom chung một bài kinh. Nhưng mà cũng phải nói rằng cái thời lượng bài kinh đọc nhiều, và cảm ơn cô Nguyên Xuân đã rất là kiên nhẫn dành cả tiếng đồng hồ để đọc bài kinh này, và chúng tôi mong rằng có dịp chúng ta đọc kỹ lên bài kinh. Chúng ta đừng đọc bài kinh một cách đại lược, một cách mơ hồ, tại vì những bài kinh thế này nếu mà chúng ta không biết rõ cái chi tiết
dù khi chúng ta không nắm vững, và chúng ta không nắm vững được ý nghĩa, đó là điều rất là đáng tiếc. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đại lễ quý này, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con nguyên xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sướng Ung Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được khoan và hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp thường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh, cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin con xin cảm ơn quý cô. Thank you.
đẹp tâm thanh tịnh.